Ngao. Có thịt nữa. Lớp của ý tí là gì? Dạ. Này. Ừ. Mua cho ba Xuân ba hành mà tưới á, cái loại mà nó nhọn nhọn đi trong á, là 5.000 hành. Nếu mà hành heo hẻo nó thì 2.000 thôi. Vậy là 2 quả cho chuột, 2 quả chuối xanh cho tưới, với 2.000 lộc hùng. Nhưng mà cái loại thật tưới ngon nhá. Để ba Xuân về ban đéo đâu. Rồi. Có rồi chín không? Ôi, sao rồi lắm. Ừ, tưới ngon đi. Ừ. Nói chung là gửi ba thì tắt thôi. Thế là anh nhìn này. Cảm ơn các Hoàng nhé. Thank you.
tại nó bên cỡ mí ta rồi tại rồi mặt sang xe bên cỡ hết ăn gần nhanh em để rồi mẹ được học mày mình nghe rồi mẹ cho mày tưởng chi mình nó mời tất cả mọi người đang theo dõi clip của Awesome Vlog cùng vào thưởng thức với bữa cơm cùng với gia đình cho Xuân nha. Xin mời tất cả các bạn nhé. Mời các bạn nha. Lâu lắm rồi đi mẹ con nhà mình mới làm clip ẩm thực kiểu như thế này. Do hôm nay trời mưa cho nên là không đi ra ngoài để quay clip được. Cho nên là ở trong nhà để làm món này vừa ăn trưa rồi vừa quay clip luôn. Mời tất cả mọi người cùng thưởng thức. Giang con đúng. Con cái, mẹ mang con ngọt không? Quá tuyệt vời, quá hấp dẫn, quá tuyệt vời luôn. Đơn giản cực kỳ luôn, rẻ tiền đơn giản. Mẹ quẹt cái nó. Để mẹ quẹt mẹ quẹt không? Để thử, cái đấy phải kẹp đầy đủ. Bá mày. Ngon mẹ. Cảm giác như ăn thịt luộc hoa quế nó như kiểu mà ăn thịt cay ấy. Ngon. Thịt cay cũng phải ngon vào được. Thằng mẹ này. Sợ mẹ mà tôi mượn mẹ mà có bao hoán mà gửi cho không phải đi cái chờ đó. Tôi ăn miếng. Nói chung các bạn là những cái đồ này là về ăn. Phải chấm ruột ngọt thế mà chấm nước mắm đi ngon. Nước mắm mà mặn mà phá nước mắm chua ngọt cho thành ngon. À mẹ thích chấm ruột hơn. Con ăn đi. Con có thử ăn mới biết được cái ngon của anh chứ cái nhìn nó đúng cho ngon nha, mới biết được. Ngon. Ngon nó vậy. Ta sợ trước ngoài không? Cho em món mông phở trương. Món ăn nhất. Món tên món món cả lắm. Nhất cả tiếng. Đó. Huyền Lâm không phải nấu ăn cho nên là món mông ngon kìa. Vì mà là nó cũng ngon mà sao mẹ không ăn cho mẹ ăn được cho nên món chi cũng ngon. Không gặp được. Mẹ kẹp tất cả mọi thứ đi ra chị được. Mẹ đi mua gặp lọc của công anh em. Đang ngã. Không có thể này hả? Nhỏ cái dòng cây bật khẩy nhỏ tỏ quả cây nôn đúng thôi có lẽ Xuân xin dừng clip ở đây chúc các bạn có một bữa cơm vui vẻ bên gia đình nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, xin chào tất cả mọi người nha.